À, bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Có người mập giống như anh Đen Trường đó chị. Bên đây đang nằm. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Xin chào Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả khán giả. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Ngô Bá Tòng, năm nay em 30 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em bên kinh doanh. Chào bạn ạ, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đại Yến Thi, năm nay em 23 tuổi ạ. Thi đang làm việc gì ạ? Dạ, trước đây thì em làm nhân viên lễ tân cho công ty du lịch, nhưng mà hiện tại thì em mới xin nghỉ việc ạ. Và em đang tìm kiếm công việc mới chị. À, quê quán em ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Nai chị. Em ơi, em 23 tuổi, bên đây 30 tuổi, em thấy thế nào em? Dạ, em thấy cũng hơi lớn chút xíu phải không? Hơi lớn chút xíu hả? Lớn gì không đâu. Không nói tuổi lớn thì thôi chứ mặt trẻ trung lắm em. Khoảng chừng 21 em, 2 gì vậy? Dạ vậy được không? Nhưng mà vấn đề là em bây giờ có dự định có kết hôn, ý định kết hôn chưa? Dạ, hiện tại thì em muốn tìm hiểu một người bạn trai trước chị. Còn kết hôn thì để từ từ xem xét sau chị. Khoảng bao lâu em thấy là phù hợp nhất? Em nghĩ chắc tầm khoảng 2 đến 3 năm chị. Tại em vẫn còn trẻ quá chị. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thật sự là em chưa có trải qua mối tình nào hết chị. Ồ oh. Nghe lên đó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bên đây cười chúm chím rồi đó. Sao tao? Bên đây chưa có mối tình nào hết thì còn bạn thì sao? Em cũng mối tình chính thì cũng 2-3 mối tình thôi. Còn hồi? Dạ cũng 1-2-3 mối gì đó. Tổng cộng khoảng cực cả chục ta. Chưa tới đó. À vậy là kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, bởi vì tụi em bây giờ cũng là 30 rồi. 30 rồi, trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng tại sao vẫn chưa đến với nhau được? Em thì nói chung công việc của em cũng hồi đó cũng đi nhiều ấy. Đó, nói chung cái sự quan tâm bạn gái em không có nhiều nữa. Thì con gái mà ai cũng muốn có sự quan tâm nhiều đúng nữa. Rồi em muốn quan tâm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ em có đi nhiều không? Cũng bây giờ cũng ít rồi anh. Cái hướng của em là xác định là tìm một người nào đó để mình lập gia đình anh. Mà bạn đã muốn lập gia đình giờ bây giờ liền chưa bạn Tổng? Thì em nghĩ khoảng tầm 1 năm đó chị ơi. À khoảng tầm 1 năm ha. Bên kia 2-3 năm nữa mới lập gia đình. Bạn có chờ nổi không? Cái đó để em cũng xem sao chị. À, bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ nhìn hiền, có gương mặt giống như anh Đan Trường vậy đó chị. Đan Trường hả? Dạ. Bên đây đang nằm. Đang ngồi, bên đây đang ngồi. Bạn không thích những điểm nào ở người đàn ông? Dạ đầu tiên là da trưởng chị, lăng nhăng chị. Anh bạn Tòng có da trưởng không? Có lăng nhăng dạ, không? Dạ cũng có chút da trưởng chị ơi. Có lăng nhăng không? Dạ, không nhiều ạ. Không nhiều, tức là con cái đất ơi. Không, bởi vì như mình quen một người sau đó mình chia tay mình quen người khác á. Ừ. Thì dạ em chào chị ạ. À, chào bạn. Lăng nhăng là lăng nhăng làm sao? Dạ cũng như mình khi mình chia tay một mối tình đó chị, nói chung con trai mà gặp con gái nói chung là dễ thương thì cũng phải nhìn. Cái đó đâu phải gọi là lăng nhăng, cái dạ. Đó thì mình hết mối tình này thì mình mối tình khác thì bình thường. Dạ. Khi nào mình đang quen cô này rồi mình còn đĩa vòng vòng để mình để dành đó, khi nào mình chia tay cô này cái mình có liền sẵn đó, cái đó mới không ổn. Dạ không có chị. Có vậy không? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc. Vậy còn gia trưởng là gia trưởng sao? À, gia trưởng nghĩa là tính em thích độc sự độc lập á chị. Chung những việc anh em làm thì em có hỏi qua nhưng mà cái quyết định vẫn là của em là chính. Rồi thí dụ việc người ta làm người ta có cần phải báo cho em biết không? À, nếu là người yêu á thì chưa, nhưng mà nếu là vợ thì phải có chị. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị ok hết rồi chị. Ok là cái gì? Như nhà cửa, công việc, nói chung thu nhập hay như thế nào là cái tinh thần của em nó được hết rồi. Với lại còn từ họ hàng ông bà nhà em á, chúng cha mẹ cũng quyết vấn đề đó rồi. À nhưng mà lấy nhau về là mình ở chung với ba mẹ hay là mình không ở riêng chị? Vậy ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em hiện tại ở Đồng Nai chị. À mình ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Vậy là hợp với bạn bên kia ở Đồng Nai. Hỏi cái nữa là cái chuẩn người bạn gái của người vợ em tìm là người như thế nào? Cái người thứ nhất á là cũng người trung tình một chút. Một chút thôi hả? Phải trung tình. À, đúng rồi. Còn cái thứ hai á là trung hiền hiền chút chị, nhưng mà đừng hiền quá. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Nói chung là xã giao mạnh quá về vấn đề như quan hệ nói chung đám đông á, đừng mạnh quá. Xã giao mạnh nó lạ lắm nha. Xã giao mạnh là sao em không đồng ý là sao? Có nghĩa là như vậy nè anh, có nghĩa là chẳng như công ty á, công việc á thì nó đâu cũng đi công ty nên nhiều khi ăn uống cũng được, nhưng mà đi mà như tăng 1, tăng 2, tăng 3 là không biết gia đình. Nghĩa là xã giao yếu thôi, cỡ tăng 1 về được rồi. Dạ đúng rồi. Xã giao mạnh là đi tăng 2, tăng 3, ừ, tăng 4 nhìn Quyền Linh gì đó, gọi là xã giao mạnh. Có nhà không có tăng nào nha. Anh đi suốt sáng luôn không có tăng nào. Rồi được rồi, xã giao yếu. À, em ơi anh giao. Nghĩ thế này nè, phụ nữ mà em mình cũng vậy, đàn ông vậy, đôi khi mình đi chơi với bạn bè vui á thì mình cũng phải đi theo bạn bè luôn chứ không lẽ như này đừng làm bậy thôi. Đi chơi thì vui chứ đâu có gì đâu mà đừng nghĩ tăng 3 là xấu. Em hiện đại nhưng mà có chút phần gì đó phong kiến. Hơi phong kiến chứ. Dạ đúng rồi.
Bởi vì nếu mình có gia đình mà có con cái thì nhất tăng một thì được. Nghe những chia sẻ của bạn Tòng thì bạn có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh đó cũng hơi khó chịu quá chị. Tuy nhiên ngược lại thì chị thấy sau khi tiếp cận thì chị thấy anh cũng là một người rất là thẳng thắn, rất là thật. Dạ. À, tướng tá mặt mày rất ok. Em cái hình mẫu lý tưởng của em đầy đủ gái thế nào? Nói chung là mình thấy là dễ thương một chút anh. Dạ. Cao ráo sao? À, cao thì 1m7 trở lên đến 1m65 trở lại thôi. Có hình mẫu nào không? Bên kia đang trường đó. Em thích cái chị Nhật Kim Anh á. À. Bởi vì em thấy cái đó là một mẫu người của gia đình. Xem nha. Đây có giống giống gì Nhật Kim Anh không ha? Hello. Chào em. À, anh bên đây đẹp trai, nói chung là hơi gia trưởng chút xíu, không có nhiều. Cái vấn đề là họ chững chạc. Đấy. Quan trọng còn nếu như mình mà quen người không chững chạc á, ta cái gì ta cũng giấu giấu rồi chừng lòi ra lớn lớn là mệt. Hả? À, dễ thương. Bên đây không có giống Nhật Kim Anh mà hơi giống Lan Anh. À, hôm nay em đi có người nhà đi thăm nào không? Có chị, dạ có gia đình bác của em. Dạ, chào anh chị ạ. Dạ anh chị nhận xét thấy anh Tùng bên kia như thế nào ạ? Nếu mà nói về tuổi tác, hình thức thì bác thấy là ok. Nhưng mà còn một cái nữa thì Tùng có cho phép bác được nói sự thật không ạ? Dạ không, bác cứ thoải mái. Dạ. Tùng có gia trưởng cũng giống bác đó. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là cháu chưa dứt khoát. Anh nếu mà là ông gia trưởng quá thì có thiệt thòi gì cho người phụ nữ không anh? Không, đối với bà xã với trong gia đình tôi thì lại rất là thoải mái. Khi mình làm một cái gì ấy, thì là cái ý gia trưởng của mình đưa ra. Nhưng mà phải chờ gia đình xem là những cái nào nghiêng về mình và những cái nào không nghiêng về mình. Anh cho em nói chuyện với chị xíu anh. Dạ, dạ chào chị. Dạ chị với anh lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 27 năm rồi chị. Dạ, dạ chị cho em ý kiến về cái gia trưởng của anh. Chị có cảm thấy thoải mái như anh nói không ạ? À? Dạ có, dễ lắm, không có gì khó hết. Anh nói gia trưởng như mà anh nói có ý nè Tường. Gia trưởng giữa Tòng và anh khác nhau. Anh gia trưởng anh đưa ra bàn bạc mọi người cùng quyết. À, tức là cá nhân đưa ra tập thể quyết. Rồi bên Tòng á, là cá nhân đưa ra và cá nhân cũng quyết luôn. Hai cái khác nhau đúng không anh? Rồi, cảm ơn anh. À, hôm nay Tòng đi với ai? Thì em đi với bạn thân của em. Nãy giờ mình chia sẻ thì bạn thân thấy có hợp nhau hay không? Em cũng chơi với Tòng cũng được 7 năm rồi. Thì em biết là tính Tòng rất là dễ dãi. Nói thẳng ra là Tòng rất là chiều bạn gái đấy. Nên em nghĩ là rất là ok. Yeah. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Tôi nghe một câu rất là hay, tức là Tòng rất là dễ dãi. Dễ dãi là sao vậy Tòng? Không, cái này là tính em thoáng á chị. Thoáng. Chứ không phải là dễ dãi. Chơi nãy giờ mình phân tích hai bên để hiểu hơn ha. Bây giờ mình cảm nhận được về nhau rồi. Chúng ta gặp nhau để chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn nữa. Nào, mời kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà hối lộ bạn. Dạ, cảm ơn anh. Cho anh hỏi trước ha. Dạ. Vừa nãy anh có nghe nói là mình khoảng 2-3 năm sau nữa mình mới lập gia đình á. Dạ đúng rồi ạ. Thì bởi vì anh cũng, bởi vì anh năm nay cũng 30 rồi. Anh muốn vợ lắm rồi. À, đúng vậy. Đó, bởi vì năm nay 30 thì cũng muốn là nói chung có một gia đình nó ổn định tất cả mọi thứ á. Bởi vì hiện tại anh thấy là anh là khá ok vấn đề mọi thứ. Dạ. Nên anh kiếm một người vợ, nói chung cũng quen nhau khoảng 1 năm thôi thì sẽ cưới. Thì anh muốn hỏi nâng cấn vấn đề đó. Thì ý em như thế nào á? Dạ ý em thì trước giờ em chưa quen ai thì em suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi quen anh rồi thấy anh hợp ok thì 1 năm cũng không sao. Hay. Cái này hay nè. Bây giờ chưa có thử sao mà biết được. Ăn thua bạn có sức thuyết phục người ta hay không? Ở chỗ em, nhà Đồng Nai là chỗ nào em ha? Dạ em ở huyện Cẩm Mỹ anh, gần Long Thành. À, bên anh nhà Long Thành á. À dạ hồi xưa em cũng ở Long Thành, nó hộ khẩu thật ra thì vẫn ở bên Long Thành á. À. Trời, quen nhau uống bò sữa đó cũng được. Cảm nhận về nhau thế nào? Không, bé này thì em thấy dễ thương đó. Bé nào? Bé đó, bé đứng hay bé ngồi? Dạ, ngồi anh. Bé ngồi hả? Đúng rồi. Không, nói chung ngoại hình thì anh không chê được vấn đề gì cả. Nói chung có một số điều anh lấn cấn. Về nhiều khi cái suy nghĩ của anh với lại cả về 7 tuổi á. Bởi vì em cũng chưa bắp bắp nhiều. Đó, nên anh cũng còn lấn cấn vấn đề đó. Có gì đâu lấn cấn, người ta em như trang giấy trắng. Anh về muốn viết gì đâu đó anh viết thì quá dễ dàng cho anh rồi. Anh lời quá rồi anh còn gì nữa. Anh gặp thử bé đứng coi anh nói chuyện đó được không? Đúng không? Bé anh đứng quá mệt may mắn. À. Gặp anh bé đứng là mệt lắm á. Cái nhìn đầu tiên thì em thấy anh cũng rất là dễ mến, chững chạc. Còn từ từ thì phải có thời gian mới trả lời được anh. Thôi, bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ha. Nhìn thẳng vào mắt nhau, đừng nhìn đâu cả. Và mỗi người nói một câu gì đó để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này. Thì tính anh thì nói chung thẳng thắn. Thì anh muốn là nếu cảm nhận á, nói chung em rất được, nhưng mà anh sẽ, anh còn một cái gì đó nâng cấn. Không, nâng cấn hoài này. Dạ. Nhưng mà anh thích em, đó là sự thật. Còn bạn gái?
Thì em thấy anh cũng dễ mến, em hy vọng là chúng ta sẽ tạo một cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Cảm ơn. Thôi hết thời gian. Chúng ta có 3 giây để suy nghĩ. Nào, mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là một quyết định rất là quan trọng. 3 2 1 1 Hết thời gian. Như vậy là bạn trai không bấm. Bạn vẫn lấn cấn. Em vẫn lấn cấn. Dạ đúng rồi. Em muốn là một người nào đó em cảm thấy là em bạn này thì... Em không lấn cấn. Dạ đúng rồi, bạn này thì quá ok rồi đối với em rồi. Nhưng mà nói chung còn một số cái gì đó em cảm thấy nó còn ấy. Còn lấn cấn. Nói chung vậy đi ha. À, không sao cả. Duyên nó chưa đến với nhau. Và anh nghĩ rằng là chúng ta chưa gặp một nửa yêu thương của mình. Vậy thì chúng ta hãy là những người bạn thân với nhau. Biết đâu những người bạn thân đó thời gian hết lấn cấn. Thời gian nó hết lấn cấn. Rồi mình sẽ đến với nhau thì sao? À, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn, rất là tôn trọng ý kiến của hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Cảm ơn chị rất nhiều. À, cảm ơn chương trình. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào? Chết rồi, em xấu quá rồi, giờ sao anh? Cô gái dễ thương quá. Tự nhiên cái bạn này làm em thấy lấn cấn trong người luôn rồi nè. Anh cũng cảm giác hơi lấn cấn. Có nghĩa là anh này, anh rất là thật tâm, anh muốn tìm một đúng người đàn cưới. Đây nhưng là người ngại, gọi là vững chắc đấy. Những cái lấn cấn của anh là cô này còn trẻ quá, anh sợ rồi. Đó. Trẻ quá thì đâm ra là chưa có trải nghiệm, thì sợ sau này về rồi lúc đó mới bắt đầu muốn trải nghiệm thì anh cũng hơi bị lấn cấn. Bởi đàn ông khó lắm quý vị, chẳng biết đàn ông như thế nào để vừa lòng nữa. Thật sự anh tạm đứng xui lui đằng sau đi. Thật sự em nói thiệt, đàn ông nó quá là phức tạp. Phụ nữ quá đáng yêu, quá dễ thương, nhưng mà cỡ nào đàn ông cũng không chịu. Đâu có chuyện gì sống đâu, sao cho vừa lòng người. Phức tạp. Phụ nữ mới là những người phức tạp. Nói tóm lại hôm nay mình cũng rất tiếc với cặp đôi đó, nhưng mà không sao, song phẳng rõ ràng như vậy. Okay. Đơn giản thôi. Được, nói được. Không được, nói không được. Không được là cứ nói lấn cấn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem là một trong hai có ai có bị lấn cấn cái gì nữa hay không. Hạ màn. Ôi trời ơi, lấn cấn quá, quên hộp quà luôn. Mời bạn trai. Mời bạn gái. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Phạm Nhật Hằng. Em năm nay 23 tuổi và quê em ở Long An. Em là giáo viên dạy âm nhạc ạ. Người lớn hay trẻ em? Dạ, trẻ em cấp 1. Bạn giới thiệu về mình. Em tên Lê Tuấn Anh. Em giáo viên dạy mỹ thuật ở Long An. Em năm nay 26 tuổi. Bên kia dạy âm nhạc đây, dạy thực. Coi chừng có gần trung trường không ta? Em hồi đó em học ở đâu em? Em học ở cao đẳng sư phạm Long An luôn ạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Phương là thì em trải qua khoảng tầm 6 mối tình. Hồi đó giờ yêu một mình bao gồm tất cả chỉ cắt đường thôi. Cái mối tình kéo dài nhất là bao lâu? 2 năm. Đó là mối tình hồi em học cao đẳng năm thứ 3. Em ra trường hết gần 1 năm mới chia tay. Đó. Tình sử bên đây là như vậy, tình sử bên kia thế nào vậy ta? Dạ em cũng chưa có mối tình nữa. Tôi cũng tìm hiểu nhưng mà chưa thấy phù hợp. Nguyên nhân tại sao bạn biết không? Tính em cũng chắc cũng khó, với lại đi học thì chỉ lo học thôi, không có quen. Rồi sau này nghĩ là ra trường đi làm thì sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, thì sẽ dễ tìm kiếm bạn trai hơn. Nhưng mà thực chất là em cũng không tìm thấy, tại vì về trường thì mấy thầy cô cũng lớn tuổi không à, nên cũng có gia đình hết rồi, em là nhỏ nhất. Dạy âm nhạc là dạy hát hả? Hay là dạy bộ nhạc cụ dạ, nào? Dạ đúng rồi, dạy hát vậy. Vậy là hát hay lắm rồi. Thôi trước tiên mình hát một khúc để tặng mọi người đi. Dạ. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướp tuyết say. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng. Cảm nhận thế nào tiếng hát vừa rồi bạn? Rất hay. Dân Long An biết hát cải lương không? Dạ em quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Dạ vâng, quê em chỉ làm việc ở Long An. Rồi bao lâu mới về Hà Tĩnh lần? Dạ thông thường thì một năm em về một lần.
Vậy thì bây giờ gia đình ngoài Hà Tĩnh hết. Dạ vâng. Lấy vợ về ở Long An ở Hà Tĩnh. Dạ lấy vợ về thì phải ở Long An thôi. Vì công việc của em ở trong đó. Bạn ở ai với ai ở Long An? Ở trong tập thể giáo viên. Bây giờ lấy vợ về cũng ở tập thể luôn hả? Dạ lấy vợ về thì phải có nhà riêng rồi có gia đình riêng chứ ở trong tập thể chắc không có ổn. Bây giờ nhà riêng là tính tới chuyện đó chưa? Dạ cũng đang tính anh ơi. Khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Giờ khoảng tầm mới được 30%. Mới có 30 thôi. Đó, anh Linh ơi, về nhà em ở luôn à? Đó. Được rồi đó. Dạ. Được không? Tại nhà em cũng ít người lắm. Mà mẹ em thì cũng muốn có ở rể. Cái này được rồi nha. Cái dù ở rể được à, bạn nghĩ sao bạn? Coi như bạn làm dâu á. Làm rể là sao? Được không dạ, bạn? Thì, thật sự thì em cũng không thích ở rể. Nhưng mà nếu vì đặc điều kiện đặc biệt nào đó thì mình có thể ở được. Cũng bình thường thôi mà. Sao đâu. Về ở với ba mẹ vợ, với ba mẹ mình thôi mà. Dạ đúng rồi. Ủa bạn gái ở nhà bạn mấy cô mấy người? Dạ chỉ có em với chị thôi anh Linh ơi. Hay quá. Bây giờ bạn này ở Hà Tĩnh thì thật sự cái vùng miền nó cũng hơi khác xa nhau. Gia đình mình có ngại gì không bạn? Ở nhà em thì cũng không có ngại. Bản thân bạn thì bạn thấy bạn có những cái sở trường gì và những cái điểm yếu nào? Tính tình của em thì cũng là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Sở trường thì em hát được, chơi thể thao được. Dạ. Chơi thể thao môn gì? Môn nào em chứng được. Ví dụ như dạ, đá băng, cầu lông, bóng chuyền là em chơi được hết. Ghê vậy hả? Điểm yếu của em thì em hơi lười, hay quên á. Hay lười là lười sao? Ví dụ một cái việc đó em định là cái ngày đó em sẽ làm, em giải quyết hết, nhưng mà tới ngày đó rồi cái mình cứ để cho nó qua, mình cứ nói chưa nhất thiết. Người ta nói là nước tới chân thì mới nhảy, còn em là để tới cổ rồi em bơi luôn. Vậy hợp rồi em ơi. Hợp không? Anh còn bơi không mà. Trời. Hai chồng mà lấy nhau vậy rồi không biết cái nhà cửa ra sao à nha. Sao? Rồi ít bữa không lo ngập nước gì ơi. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn, biết làm nhiều thứ. Mọi thứ thì cũng biết làm ít thôi. Có biết làm việc nhà không anh? Nấu ăn, giặt đồ gì làm được. Mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào? Thứ nhất thì cái này không thể nói dối được, mà phải xinh một xíu. Chết rồi, em xấu quắc rồi, giờ sao anh? Xinh quá rồi. À bên đây không có cần xinh quá đâu bạn. Là sao, là cần xinh hay là không cần xinh? Không cần xinh lắm. Rồi gì nữa không bạn? Thích người con gái tóc dài, đừng nhuộm lè lẹt cả. Hiền, vui vẻ, quan tâm gia đình, hòa đồng với mọi người là được rồi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Ganh tuông với lại gò bó em quá nhiều. Tính em thì cũng hay lông bông lắm. Cho nên em có ghen không? Lo lông bông là sao? Tất nhiên phải có rồi anh. Phải có sao không cho người ta ghen? Yêu tao mới ghen chứ. Dạ, hạn chế. Em cứ hay đi chơi với bạn bè nhiều đó. Chỉ có việc nào mà thấy em quá đà thì ngăn em lại thì được. Mà em đi nhiều không? Dạ thì thông thường một tuần khoảng tầm 3-4 ngày em đi chơi. Đó là em lúc em độc thân, còn em lấy vợ về mà một tuần em đi 3-4 ngày rồi ở nhà ai chăm vợ chăm con? Dạ cái đó tới lúc đó mới biết được chị ơi, vì bây giờ mình chưa trải qua chưa biết. Giờ vậy lúc một tuần 3-4 ngày em đi chơi với bạn bè của em thì vợ em cũng đi chơi bạn bè của cô ấy được không, hay là dạ, vợ phải ở nhà mới dọn lên nhà? Nói chung là chồng sao vợ vậy thôi. Dạ đúng rồi. Không? Tao nói nồi nào úp dung nấy à. Yêu nhau hai chồng nhà mà mảnh ai nấy đi rồi thì cái nhà là cái gì? Đi khi nào thấy nhớ mình đi kiếm. Quan điểm này cũng vui nha anh Linh. Dạ. Thoáng. Cũng lạ. Cái gì có ngón tay để dài ngoằng vậy, đưa xe cái bàn tay ra coi. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Tại vì mấy bữa nay chưa cắt được. Không được có đổ thừa hoàn cảnh. Ê, nó nghe nè. Họa sĩ để ngón tay dài lên tay. Ê, cái bàn tay này mà sơn lên giáp đẹp hơn bàn tay tôi lắm đó nha. Thôi chứ tôi chưa thấy ai để nguyên bàn dài ngoằng vậy luôn á. Vẽ tranh trong xước cho nó có cái đường. À, làm đường xước á hả? Khỏi phải dùng dầu. Dạ, khỏi phải dùng bay. Đúng rồi. Cái đó phong cách mà. Em thấy nó sao sao á anh Linh ơi. Sao sao hả? Dạ. Thấy nó hơi dị. Dạ đúng rồi. Em không. Ô, chào em. Nhưng mà em thích cái ngoại hình thế nào người bạn đời của em? Phải cao trên 1m65. Của người nó ốm được không? Ốm thì được, ốm về em nuôi mập. Mà sao cô giáo ở đây dễ thương mà. Khổ lắm, bởi vì anh này anh tính nghệ sĩ mà suốt ngày cứ mênh mang một cái hình cô gái nào đẹp thì đẹp để vẽ không à. Dạ, thì em dạy nhạc, em học nhạc thì em cũng vậy đó. Cũng dạ. Tưởng tượng một cái người nào đẹp, cảm xúc gì đó nó mênh mang lãng mạn. Dạ. Đúng không? Nói chung hai người nghệ sĩ hết. Hôm nay em đi có ai người thân nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay thì có bạn thân của em ạ. Dạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ, thì em thấy là anh cũng dễ thương, vui tính.
nói chuyện cũng thẳng thắn. Về cái nghề nghiệp hiện tại thì hai người cũng tương đối là rất là phù hợp với nhau. Rồi về cái quê quán hiện tại thì cũng tương đối gần nhau luôn. Cái vấn đề mà như là lúc đầu anh nói là cái chuyện ở rể thì em nghĩ rằng nhà của bạn của em á là ba mẹ rất là sẵn sàng chào đón, tại vì chỉ có hai chị em gái cho nên là cũng muốn có con rể về ở chung. Là mong bạn em sẽ tìm hiểu rồi cảm thấy nếu mà hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Vâng, cảm ơn bạn, lời nhận xét rất là sâu sắc. Còn bạn trai, trai đi với ai không? Dạ em đi với em gái của em với lại hai người bạn. Em ruột á hả? Dạ em ruột. Em nhận xét về chị gái bên đây như thế nào? Riêng bản thân em thì em thích giáo viên. Đặc biệt là chị lại chơi bóng chuyền, bóng đá này nọ. Em cũng khá là giống chị. Theo em thì em thích. Anh em có những cái điểm xấu gì không? Hơi nóng tính. Nóng vậy thôi nhưng anh không khùng. Em nóng nhất là cỡ nào em? Có thể là nắm cái gì đó em dục. Giờ em hạn chế lại rồi. Thôi bây giờ nãy giờ mình trò chuyện với nhau rồi, bây giờ mình sẽ cho hai bên gặp nhau nha. Nào kéo màn lên. Rủi nhưng mà có lấy nhau gì đầu tiên cắt hết ngón tay của anh cho chị. Cô giáo thầy giáo. Anh có món quà đặc sản của anh. Dạ. Tặng em. Em cảm ơn. Món quà này là anh vẽ đó hả? Dạ vâng. Đâu rồi cái ngón quà anh vẽ vậy là cái 10 ngón tay dài dài anh cạo chỗ nào đâu anh chỉ coi. Mấy cái chỗ xước xước ở dưới cái thuyền đó chị, ngón tay em làm không? Đấy hả? Dạ dạ dạ. Thế mà lấy ngón tay mình dài 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 vô hả? Dạ vâng. À hiểu rồi. Chùa đẹp quá. Một bức tranh về gia đình. Gia đình người ta có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về. Rất là lãng mạn. Cái gì cũng có đôi có cặp hết rồi, này. Không có đôi có cặp. Cô giáo nhà em ở đây nè. Không đẹp rồi. Đây một bức tranh rất ý nghĩa. Chúng ta sẽ có một vài phút để trò chuyện với nhau. Em thấy anh sao? Dạ thì em thấy cũng được. Anh thấy em xinh quá. Nói chuyện hồi nãy anh giờ rung quá trời rung quá. Anh có hút thuốc không ạ? Anh không hút thuốc. Dạ thì em nói luôn là cái vấn đề không phải là ba mẹ em là muốn bắt ở rể. Mình có thể mình ở gần thôi. Nếu được ở rể thì quá tốt rồi. Vì là đàn ông con trai mà kêu mà giờ đi ở rể thì thấy ấy thôi. Anh cũng chưa biết nhiều về em. Có thể là sau chương trình này mình gặp nhau. Không là yêu đương gì đó thì mình bạn bè. Bây giờ em có muốn nói gì không? Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Thì em chỉ cần anh là đủ chân thành để cùng em vượt qua mọi khó khăn. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không bấm nút. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đây chúng tôi sẽ gửi bạn các những cái vé xem phim. Hy vọng chúng ta sẽ có một không gian thật là lãng mạn bên nhau để tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Bây giờ hôn cái hôn đầu tiên đi. Hôn đi. Nào. Trời ơi. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin chúng tôi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì, thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Trời quá xa. Xin mời nhà gái. Để đồ đây con. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai, ngồi đi em. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân chút xíu nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Rồi chào con. Chào bạn Nam bên cạnh và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ.
Mình xin tự giới thiệu, mình là Bích Phượng. Năm nay mình 28 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm quản lý đơn hàng cho một công ty may xuất khẩu. Con sống tại Hóc Môn, quê quán là ở Lâm Đồng. Rồi, mời bạn trai. Chào chị Quý Linh, chào khán giả và chào bạn nữ bên cạnh. Con thì hiện tại năm nay 29. Con là tên Thành. Gì Thành? Dạ, Ngô Trọng Thành. Hiện tại thì con đang làm 3 công việc. Ngoài công việc chính là làm dành chính là bên IT ra thì con còn nhận làm thêm tại ngoài giờ tại công ty và làm tự mở quán ăn riêng. Mở ở đâu? Dạ, mở tại quận 11. Dạ, đúng rồi. Thành bán gì? Dạ, con bán mì quảng chứ. Rồi, ngon. Bây giờ nhà gái cho biết sơ yếu lý lịch nhẹ nhàng trước, điểm yếu điểm mạnh cái nào? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, năng động, sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ người khác, là người có thể thích nghi với mọi môi trường được ạ. Thôi còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì sống đôi lúc bị tình cảm chi phối, hay quên, quên lặt vặt, bị mù đường và đôi lúc bị lười theo cảm tính. Và có rất là nhiều nỗi sợ, như là sợ độ cao, sợ ma và cả sợ bò sát nữa. Rồi bạn Nam ơi, con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh con là nói chung là con có thể tự nấu ăn, tự làm việc nhà được. Nói chung là kiểu thích làm việc. Cái điểm yếu nhất của con là khi mà con quen hoặc thích một bạn nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ, nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Hay là bạn nó thích thì con thấy ok là con mua luôn, con không có quan tâm quá vấn đề về cái món quà đấy. Điểm này đâu phải điểm yếu đâu. Dạ. Ngon nồng có điểm này mà. Không, để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Thôi không có đâu, chịu vậy không chán đâu con. Vậy hả? Vậy là Thành có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì tầm 2 mối cô. Giống con. Mỗi lần con mua đồ cho nó nhiều quá nó bỏ con hay gì? Dạ, tự nhiên đang vui vui chứ bạn nó kêu không muốn quen nữa cô. Con vậy? Không biết lý do cô. Mặc dù đang đi chơi vui lắm con, mà bữa sau tự nhiên quạo cái khi không muốn quen nữa. Con cũng suy nghĩ, nói chung là con nhìn nhận bản thân trước. Con sẽ coi là con có lỗi gì không. Con gọi điện suốt luôn á, gọi là chẳng thương kéo mà không được. Dạ, mà con thấy bạn đó nói chung dứt khoát quá thì con cũng cảm ơn. Con cũng tặng bạn đó con gấu. Con cũng nói bạn đó là cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ, tốt. Đừng để nó buồn của con. Bây giờ con ở không bao thời gian bao lâu rồi? Cũng lâu cô, cũng mấy tháng rồi. Tại vì trời đất ơi, lâu quá trời. Có mấy tháng mà ở không mà nó lâu quá lâu. Cái nửa năm rồi cô. Tại vì khi con xác định quen một ai đó thì con chỉ quen một người. Và những người còn lại giống như con không có không. Con bắt cá một tay thôi. Đúng rồi. Không có bắt cá hai tay. Đúng rồi. Đúng không? Hai, okay. Hai tay một con cá cô ạ. Dạ, kiểu là con chấp nhận cái kiểu này con. Trời bận trở lạnh, còn anh bận chờ em. Đó. Bận chờ em đó, ừ. Thì em chấp nhận là em suy nghĩ là em chấp nhận có thể là thời gian lâu cũng được, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được. Nhưng mà em chấp nhận là cái mối tình đó là phải làm, em tin vào cái, nói chung là em sẽ tìm cái tình yêu của em. Rồi, nãy nghe bên kia cũng hai mối ha. Hai mối. Rồi. Dạ, chào anh Quyền Linh. Rồi. Anh có mái tóc giống em quá. Ừ ha. Ủa sao kiểu trời hai kiểu ơi. Giống nhau rồi ta? Hai mình sao giống hai mái tóc vậy ta? Không hẹn mà gặp đôi mái tóc hề. Đôi mái tóc hề. Không, em nghe là anh mới cắt ngày hôm qua. Đúng rồi. Còn em là cắt vài ngày rồi nên mới dài tới đây, còn không lại giống nữa. Chúc chụp tấm hình lưu niệm nha. Dạ. Rất là lạ lắm, qua lấy cái rổ úp cắt. Dạ. Cái tình dài nhất là bao lâu? Dạ, mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi, quá xa. Mối tình thứ hai bao lâu? Thì mối tình thứ hai thì cũng được 2 năm. Vậy là coi như em cũng yêu 8 năm rồi đó. Dạ đúng rồi. Em hình dung người yêu lý tưởng của em một mẫu hình như thế nào? Em thích một bạn cao một chút xíu, tầm 1m7. Em thích một bạn có cửa sổ tâm hồn thật là trong sáng, nụ cười tỏa nắng. Như vậy thôi. Cửa sổ tâm hồn. Sao thấy được cửa sổ đó? Trong sáng có nghĩa là không có cận á hả cưng? Dạ, cận cũng không sao, nhưng mà ý là cái mắt của bạn nhìn thu hút. Mắt nhìn sáng chói. Cười tỏa nắng thì không biết tỏa hay không. Tại đây không có nắng. Nãy tôi thấy ấy nó cười rồi xíu tỏa. Tự em cảm giác điều đó. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích một người keo kiệt, vô tâm. Bạn này không có đâu gì keo, luôn. Không keo và không hề vô tâm, không thôi. Quan tâm quá luôn mà bị bỏ. Em nghe bạn chia sẻ thì thấy bạn là người sống rất là tình cảm. Nãy giờ tính được 90% rồi đó. Mình nói suy nghĩ về mẫu người bạn gái như thế nào cưng?
cởi mở vui tính rồi biết quan tâm người khác là được. Vậy thôi hả? Dạ, tại vì nói chung nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng, tại vì em tin tưởng bản thân em có thể làm được. Em đi với em trai. Dạ, em đi gia đình ba mẹ với là bạn. Rồi xin mời đại diện nhà trai ạ. Chào chú Hoàng Linh. Dạ, xin chào. Ngưỡng mộ em rất lâu. Chào cô Hồng Vân. Dạ. Chị rất thích chương trình này. Tôi là mẹ của Ngô Trọng Thành. Thành thì hiền, học cũng rất là giỏi, có bằng là kỹ sư về máy tính. Vừa rồi thì nó cũng yêu hai mối tình, nhưng mà hai mối tình đó không bao lâu hết trơn. Nói chung là có chừng 2 tháng hơn à. Cái mối tình đầu thì cũng coi ngày cưới, đáng lý là tháng này cưới nè. Nhưng mà bạn đó là bây giờ suy nghĩ, nói là bây giờ chưa nghĩ tới. Nói chung là mình nói là đứng núi này trong núi nọ đó, chưa có xác định được. Thì Thành không thích. Thành thích bạn gái nào khi yêu Thành phải xác định. Nếu tìm hiểu ok thì đi đến tới hôn nhân luôn, chứ không có lăng nhăng. Cái coi như là đâu ra đó, là con coi như là con mình là ok. Không có một coi như còn Jin Quyên Si. Nói chung là ok á. Cảm nhận của chị thì nói chung gặp bạn gái này, con cháu này cũng dễ thương. Mà chút mở rèm ra thì hai đứa thí dụ có tim mà đập hay gì đó thì hai đứa nó bấm nút thôi. Chứ còn đúng rồi, cảm nhận được như thế nào. Chứ còn giữa ba mẹ thì là chị sao cũng được hết. Những con mình nó yêu mà là mình yêu. Đúng rồi. Cảm ơn bên nhà trai. Còn bên đi với ai đó? Dạ, hôm nay em đi cùng đại gia đình ạ. Ba mẹ, em gái, bạn thân chị và đang có sếp trên đường tới đây nhưng mà không có kịp. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ, chào anh. Kính chào phía nhà trai, kính chào khán giả trên hội trường. Tôi là bố của con Võ Thị Bích Phượng. Bạn trai này rất là sống có tình cảm. Những câu nói thì ghi nhận được hay có tình cảm được hay giữa hai đứa tìm hiểu. Em nói vài câu đi. Dạ MC. Dạ, thấy hai cháu cũng hai cháu bây giờ hai cháu nó đặt đâu thì cha mẹ cũng đồng ý theo. Giống như con gái vậy. Dạ, cũng mình xây dựng cho hai con thôi. Phải để cho hai đứa nó quyết đi Linh ơi. Vậy mở rào đi. Ừ. Rào mở. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Bông tặng bông. Đời người ra không tặng bông luôn thiệt á. Quà quyết rồi. Dắt đi shopping rồi Linh. Em có món quà tặng cho anh ạ. Cảm ơn em Đen. Anh có tặng cho em không? Có tặng em chứ, anh tặng em chứ. Đưa cảm ơn anh. Cô giữ. Cái gì đọc rồi anh? Chào mẹ. Cái khăn ạ. Cái khăn nè. Đeo chiếc khăn vô ấm lên cho bạn đi. Sao con tặng em nghe hồng, nói tặng khăn hồng là dễ chia tay lắm đó nha. Đâu, tại vì con thích này. Cái này con đi lửa, con tự giặt luôn con. Tự giặt luôn rồi, đúng giặt rồi. Luôn rồi hả? Giặt rồi sạch rồi. Ôi đó. Quấn khăn dùng tròn tròn cho đẹp, quấn giống như mệt vậy. Con chưa lại bao giờ rồi chứ. Chưa biết chị mua khăn tao phải tìm hiểu quấn này kia chứ. Em là một người cực kỳ thích kinh doanh. Cái mà yêu cầu của em đối với chương trình á là muốn một người bạn trai vừa biết về marketing nè, vừa yêu thích kinh doanh, sống tình cảm nữa. Nên là em nghe anh giới thiệu thì em cũng thấy rất là hồi hộp, mong gặp anh là như thế nào á. Em thấy ok không? Ổn tí không? Em thấy mấy người mà mũng mĩm một chút xíu, anh cũng hơi mũng mĩm. Cưng thích đúng không? Xíu nữa chắc sẽ bấm nút. Thì em cũng có sở thích là đọc sách. Thì em muốn là về sau này á, có thể cùng bạn trai của mình mỗi tuần hoàn thành được một cuốn sách. Mình không thể trải nghiệm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, để là mình có thể trải nghiệm qua những kinh nghiệm sống của người khác. Em có nói sơ qua về cái cảm nhận của em á. Còn anh thì thấy em như thế nào? Với anh thì em thì cũng vui tính, dễ thương. Cũng... nói chung là nếu em tặng sách thì anh nghĩ là em đã có một cái ý tưởng gì đó đúng không? Dạ. Thì em mới tặng anh. Thì nói chung anh cũng thích. Anh Thành á khá là phúc hậu. Dạ. Rồi đó cái đôi mắt sao? Đôi mắt sao? Dạ xuyên qua cặp kính thì vẫn thấy có hồn ạ. Có hồn, đôi mắt trong sáng đúng không? Còn nụ cười sao nè? Dạ cũng được. Anh nghĩ thế nào về bạn thân khác giới? Em gái mưa hay bạn thân khác giới thì em không có sự tin tưởng nhiều. Có nhiều bạn gái mưa hay em gái mưa không? Không có thì nhiều mình không? Phải nói
Chứ anh Linh là nhiều em gái mưa lắm á. Có à, tôi không bao giờ có em gái mưa. Không có bao giờ em gái mưa gì, gió gì chân. Tôi có em gái bão thôi. Có em gái bão thôi. Anh có biết hát không? Có, anh nói chung anh chỉ biết hát dạng karaoke bạn bè thôi. Nói chung hát cũng được. Hát em muốn nghe những người mà hát hay ấy sẽ làm em bị rung rinh. Vậy thì con muốn thử lắm, rung rinh sao chú? Con người hát nó rụng rúng luôn á. Coi như lúc anh một mình cô đơn, đã quen rồi Sài Gòn một mình nắm xe thôi. Vì đã quen với cảm giác không cần ai. Thôi sau này anh hát riêng tặng cho em cũng được. Okay, ở đây okay, đông quá. Bữa nay mình hát lại đi. À, em cũng có chuẩn bị một bài hát. Tại vì em hát không hay nên em mới thích bạn trai mình hát hay á. Tự tin lên nào. Mọi người cho em một tràng vỗ tay đi. Cùng xe Marika, hàn chi bê sò, appa cùng, amma cùng, e kì cùng, appa cùng mừng tung tung nghe, amma cùng mừng nai xin nghe, e kì cùng mừng nâu kì áo, ít sư cha rằng bà. Dạ, ý nghĩa là một gia đình có ba con gấu sống chung một ngôi nhà, có gấu cha, gấu mẹ và gấu con. Gấu cha thì mập mạp mũm mĩm, gấu mẹ thì thon thả xinh đẹp, còn gấu con thì rất là đáng yêu. Và ba con gấu sống trong một gia đình rất là hạnh phúc. Dễ thương quá. Vậy là gần đúng với cái trường hợp này ha. Bây giờ chỉ đúng còn rồi. Coi gấu con sao thôi. Đúng rồi. Đây có gấu cha, gấu mẹ. Mũm mĩm dễ thương là gấu cha. Gấu bà ngồi bên kia nữa kìa. Ôi bây giờ hai đứa đứng lên nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nói rút ruột rút gan hết về đối phương của mình thế nào đi nào. Hai bạn nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn. Đấy, mình rút ruột rút gan, mình suy nghĩ sao mà nói vậy. Có thể anh chưa giỏi trong tình yêu, nhưng anh có thể học. Chỉ cần anh và em cho nhau cơ hội, thì em sẽ đồng ý hẹn hò với anh nhé. Nút trả lời nha. Yeah. Tôi biết sao mà mấy bé kia nó bỏ được Thành ta, thiệt luôn á. Thằng trai quá đáng yêu á. Rồi, tại vì duyên là của con. Duyên là của con đúng không? Bởi vì con nghĩ vậy đó. Nút bấm đó phải xuất phát từ con tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Hôm nay có ba mẹ hai bên tham dự luôn. Thiệt luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Sẵn đây thì nhà trai nói một vài điều với nhà gái đi. Nói gì? Thì đó. Mình quay mặt đối diện nhau. Mình đối diện mặt chào với nhau là chào chị. Rồi, dạ, đúng rồi. Chú già. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đây là ngày mà mình có thể là ngày khai mắt đấy. Xin anh chị nói trước nha. À, thôi. Chào anh, chào chị. Thì bữa nay coi như là tới đây để hẹn hò á, thì hai cháu nó đã bấm nút với nhau rồi. Thì cho cơ hội đó, hai cháu nó tìm hiểu. Nếu được á, thì hai gia đình tiến tới. Bây giờ cháu nó đồng ý, nó tìm hiểu được, nó đồng ý thì hai anh chị và chồng em cũng xây dựng cho cháu thôi. Bây giờ còn biết đóng góp sao. Rồi hai người bắt tay cái nào. Thôi bắt tay đi, không nói gì nữa. Bỏ tay, chúc mừng. Chừng nào xong rồi nó có nhiều đúng không? Và sau đây là màn thú vị nhất của chương trình, đó là bạn trai hãy đặt một cái hôn nhỏ nhẹ lên má của bạn gái. Nghiệp mới quen mấy tháng nhá, chắc chưa biết hôn luôn. Dạ chưa, mới nắm tay. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Nào, từ từ bình tĩnh, để nguyên Thành, hít vô. Thấy sao? Nhiều máp luôn hả? Con đầu đài của nó đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa,
Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Mọi điều may mắn tốt lành. Dạ. Cung hỷ, cung hỷ, cung hỷ nha. Rồi, như vậy là cặp đôi đầu tiên đã họ bấm nút. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Ủa, nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ, chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn á hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu có một hai mối tình, nhưng mà cũng không có thành, tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Xin mời nhà gái. Cặp đầu cũng lại quá ha. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Rồi, bên nhà gái nè. Mình giới thiệu về bản thân coi nè. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Nguyễn Hoàng Cẩm Thúy, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì thế? Công việc của em là giáo viên mầm non. Ở quận mấy cưng? Dạ, ở quận Gò Vấp ạ. Năm nay là Thúy 42 tuổi. Năm nay Thúy 42 tuổi rồi. Rồi, xin mời nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người ở trường quay. Em là Phạm Ngọc Trước, năm nay 46, quê ở Đắk Lắk. Hiện là đang sinh sống và làm việc ở như Bình Dương. Làm nghề gì? Em chạy chạy xe. Chạy xe ô tô đúng không? Xe tải hay là xe? Xe đưa rước công nhân. Tức là xe 16 chỗ ngồi đó ha. Dạ, dạ. Nhà gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thích thực nấu ăn, thích đi du lịch. Điểm yếu là hay quên, với lại hơi nhút nhát trước đám đông chút xíu. Mà khi nào mà quen rồi thì sẽ rất là vui, rất là nhiệt tình. Em có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em hơi nhút nhát chứ. Hơi nhút nhát thôi đúng dạ, không? Mình... Ta hơi nhút nhát thôi. Thì thôi đó hả? Rồi, nhà trai, điểm mạnh là gì? Em nói chung là không hút thuốc, không rượu. Rồi. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Có điểm yếu gì không Trúc? Em cũng có điểm yếu. Là gì? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, chứ nhút nhát, nói chuyện nhỏ quá đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ em nói cho đàn gái biết mình có con đường tình duyên nó trắc trở thế nào? Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì... Mấy năm? Chắc phải 2-3 năm á. 2-3 năm, rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa? Dạ. Quen lâu không? Chắc khoảng 5.5 năm vậy đó. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê, bạn sống rồi là em cũng không về. Về quê sống rồi thôi, mình không về thì mình ở luôn. Dạ. Rồi giờ hiện nay mình ở Bình Dương, ở với ai? Em ở một mình à. Một mình chứ hả? Dạ. Đó, đường tình duyên bên đây vậy đó. Bây giờ em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân chắc phải được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Dạ. Ủa vậy là em yêu cũng trễ quá hả em hả, đúng không? Nhát, hơi nhút nhát. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Là ở với em hả? Dạ, bé được ở hai bên. Bé tại vì bé hiện tại đi học ở quận 3. Em thì em ở Gò Vấp, thì bé cái hộ khẩu bé nhập bên đó thì bé được học bên nội. Thì cuối tuần là khoảng thứ bảy chủ nhật là em đón bé về bên đây. Có nghĩa là bé đi qua đi lại hai bên được luôn, bé ở hai bên từ đó giờ luôn. Dạ, từ đó giờ chứ không phải bé ở một bên nào hết á. Rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ có ba mới không? Dạ có ạ. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ, chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn á hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu một hai mối tình, nhưng mà cũng không có thành, tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Dạ. Cho nên là thôi. Dạ. Em nghe cái người bạn bên đây tâm sự thì em thấy sao? Em cảm nhận về bạn bên đây như thế nào? Thấy bạn cũng hơi nhút nhát.
Đúng rồi, bạn nói bạn nhát mà, điểm yếu của bạn là nhát mà. Nhát. Em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu, rồi có khiếu hài hước. Đó là cái mẫu người đàn ông của em đúng không? Dạ. Chân thành, bản lĩnh, hài hước. Còn ngoại hình thì em có mong muốn gì không? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m50 ạ. 50 hả? 50, yên tâm đi, chắc cao hơn ạ. Hơn. Ồ, cao, cao hơn. Chào em. Dạ, chào chị. Sao trầm tư dữ vậy? Tiếng em nó vậy mà. Bây giờ nghe cô gái kia nói có gia đình rồi thì em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng bình thường rồi. Có châu có nghe luôn đấy. Ừ. Bây giờ chức thích người phụ nữ thế nào nói cho nói mỗi nghe, nghe đi. Coi như em thử cầu được ước thấy rồi. Em tưởng tượng như nào là chị trả lời hỏi đáp liền cho em luôn nè. Bạn gái bên đây thì sao nè? Bạn gái thì nói chung là nhìn vào mà cảm thấy thích là được. Em tưởng tượng thử bạn bên đây coi da trắng hay là đen, tóc dài hay ngắn, khuôn mặt sao? Chắc là khuôn mặt cũng hơi tròn tròn. À, có tròn, có tròn luôn. Da sao, nước da sao nè? Nước da thì cũng bình thường nhưng không trắng, cũng không có đen. À, hơi bị trắng nha, nước da hơi bị trắng. Trắng bằng gì chị Hồng Vân không? À, có thể là xem đó cưng. À, thế là ok rồi. Nghe trắng cười tôi sợ luôn. Ở trước đó là rất là nhút nhát, ít có nói. Thành ra bây giờ thật sự nó đi tìm người yêu cũng hơi khó đó. Nói chung cái trước phải năng động hơn nữa, nói nhiều hơn nữa ha. Dạ, thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm ấy chứ. Nhưng mà bây giờ kiểu ít đi hát, công việc này nọ ít đi hát thì đâm ra nó hồi xưa đi hát rồi đó hả? Dạ, cũng đi hát. Hát nghe một đoạn coi bài nào sung sung coi không khí nó sao cái đó. Ờ, đúng rồi. Để em hát bài mạnh mẽ lên nào. Có lẽ nào à. Rồi. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai? Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau. Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau. Sao không lời hò hẹn em chăn trở giấc ngủ muộn màng. Anh một đời vã víu mảnh trăng tan. Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Rồi, được rồi, băng giá lắm rồi, được rồi đó. Hát đau khổ quá. Dạ dạ dạ. Cố gắng là hát sao cho thoải mái hơn nữa. Chào dạ, anh dạ. Nguyễn duyên dáng xinh xắn dạ. Không? Đó chứ anh đây thật thà, chất phác dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương, tình cảm. Ít nói, nhút nhát. Nó đại khái nãy giờ anh cảm nhận như thế. Rồi chúc hai người nói chuyện nhau coi nó hợp nhau điều gì không nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. À. Dạ em xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả ở trường quay. Em là bạn đồng nghiệp của chị Thúy. Theo em thì thấy thì anh thì rất là chân thành và chín chắn nữa, nên em cảm thấy rất là hợp, cho nên là hai anh chị cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với cháu. À cháu hả? Dạ xin chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân. Chào bên nhà gái và chào toàn thể mọi người trong hội trường. Con là cháu của chú, chú là chú út trong gia đình. Cháu ruột luôn ha con. Cháu ruột. Chú thì cũng lớn tuổi rồi mà tính chú thì những khi cũng nhút nhát. Tới đây cũng mong chú có một mối tình để có người bầu bạn về già và sau này nữa. Nên thấy bên cháu thấy cô bên đây sao? Cô rất là phù hợp với chú. Thì mong chú với cô có thể tới được với nhau tìm hiểu thêm rồi tốt nhất được thì về một nhà ở. Hay quá. Vậy là vui nhất. Rồi, cảm ơn con. Tốt rồi. Mở rào. Cố gắng mạnh mẽ lên nha chức nha. Dạ dạ. Chuẩn bị bài nào vui vui, chuẩn bị bài hát tặng bên nhà gái cái coi. Bắt đầu đi chức. Muốn quà. Rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng chứ. Hai người sao rù rì. Chủ động lên nè chức à, chủ động lên. Chức á, đó mở quà của chức đi rồi. Là cái gì vậy cưng? Dạ. Khoe cho mọi người cái son.
Cây son màu gì nè, mở ra nè. Đi mua có lựa màu không? Em thích cái màu đó. Em thích màu này đúng không? Dạ, thấy môi bạn này với màu này xem không? Hình cũng gần. Gần gần đúng không? Dạ. Đó, màu ớt đó. Bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi. Chính xác. Đó, trời anh Linh hay quá. Anh Quyền Linh anh hay gì đâu nhiều cái. Tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà. Bên anh tô cho em nha. Quẹt tùm lum đi. Nó rung quá đâu, quẹt tùm lum nha. Quẹt sao cái môi nó dày ra đó. Trời ơi, để người ta làm kệ nó Vân. Để người ta làm cho nó đi Vân. Kệ tôi. Ở bên đàn gái tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Bây giờ nè, mình ít nói. Bây giờ đầu tiên mình giao lưu âm nhạc cho nó tinh thần nó thoải mái cái nào. Tới nắm tay bạn gái luôn. Hát bài gì đó hát. Nhìn bạn gái hát cũng được nè, nhạc rừng á. Cứ gì tự nhiên mới gặp nhau vừa hát. Bây giờ em tạo nhớ cái bài này. Bài đó dễ nhất đó. Rồi vâng mới xuống gì đâu không. Quên hết rồi. Nắm tay là đánh thức mọi thứ luôn á. Nắm hai tay cô gái coi nào chứ. Cho nó mình mạnh mẽ lên đúng rồi. Bài vui đó nghe chứ. Bắt đầu nhìn cô gái hát đi chứ. Bây giờ nói chung là em không còn nhớ cái bài nhớ gì đúng bài không? Bây giờ choáng rồi. Bây giờ em choáng rồi đúng không? Đó. Hút bài nào hát bài đó. Xin hát bài Một đời người một rừng cây. Đúng, đúng rồi đó, hai đứa hát bài đó đi. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về loài người. Trẻ chúng như cung hoa hồng, trẻ chúng như cung hoa hồng, hồn nhiên như cành mai nở ngày xuân. Hai đứa xong ca bài này được nha. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau bắt đầu nói chuyện đi nào. Em thấy sao em? À, thưa anh cũng được. Em muốn hỏi cái công việc của anh á. Anh đi làm như vậy là một tuần lễ anh đi hết? Chủ nhật là được nghỉ. Làm ngày giờ hành chính hay là? Anh làm giờ hành chính. Em cũng đã đổ vỡ một cái cuộc hôn nhân rồi. Nên mình cũng em cũng muốn tìm hiểu một cái người thật sự biết quan tâm, biết lo lắng cho cuộc sống của em. Và cả hai được cũng như là phải biết chia sẻ với nhau trong mọi đời sống hàng ngày và thông cảm cho cuộc sống của em. Thì mình sẽ tiến tới. Nếu như nửa tháng anh đến thăm em một lần nữa. Dạ, được, không sao đâu. Tại sao nửa tháng? Khoảng cách nó cũng hơi xa. Bình Dương với lại Gò Vấp không có xa. Một tuần được không? Với lại nhiều khi công việc nữa. Không, nói chung là anh cảm thấy lúc nào là thoải mái nhất anh sẽ đến được với em. Tại vì bản thân em thì cũng mong là một người đàn ông thật sự chân thành, chứ không phải ép buộc gò bó thời gian, không có ý nghĩa gì hết. Quan trọng cái người đó đến với mình bằng sự chân thành, thấu hiểu. Chứ còn mà gặp gỡ nhau hoài mà cũng không hiểu cũng vậy. Trước mong muốn điều gì nói đi. Bây giờ thì nói chung là đến đây thì cũng là cái duyên. Mình cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà trong thời gian tìm hiểu mà nếu mà hai bên cảm thấy nó tiến tới xa hơn được thì mình tiến tới. Rồi, hết thời gian. Đây là thủ tục của chương trình, nhưng nó cũng chính là trái tim của các bạn. Các bạn bấm nút theo nhịp đập của trái tim mình. Còn nếu tim mình không rung động, không cần bấm. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại, bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm, chúc mừng. Hay quá. Nắm tay nhau đi, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau nào. Hiện nay chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Tự chúng ta tạo nên điều kiện, chúng ta tìm hiểu nhau để yêu nhau. Rồi giờ sẵn xin phép em luôn để cho anh đặt nụ hôn lên má của em, đóng dấu cái buổi mà hai đứa gặp mặt. Anh xin phép nha. Bây giờ tình yêu nó không phải là ta ngồi ta chờ mình đâu. Mình đàn ông mình phải chủ động, bằng mọi giá, bằng mọi cách chinh phục thời gian để thể chinh phục tình yêu. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong,
chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chị Hồng Vân, anh Điền Linh ạ. Cảm ơn chương trình. Đó, rồi giờ chị cái chỉ đường nè, em đi xuống này nha, cứng cầu thang. Em đi cái đường này rồi đó, em quẹo tay mặt rồi vô ăn sô-cô-la nha. Cái đường lên nha. Lắc lẻo dữ sợ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhà hàng Mắc Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dám đi phượt mà một mình á. Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn. Ôi, bạn này cá tính quá. Nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Vâng. Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chữ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đang nó kiểu như chủ động một xíu, tại con nhát lắm. Nhát lắm hả? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.